Những quy định chi ly và phòng ngừa quá mức của người Do Thái đã làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa, khiến con người xa rời Ngài và tạo ra sự phân biệt, kỳ thị. Đức Giê-xu muốn khôi phục hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương, nhân từ, không phân biệt đối xử, và khẳng định rằng điều làm con người xa cách Thiên Chúa không phải là các yếu tố bên ngoài, mà là chính lòng dạ và hành động của họ. Hôm nay, Tin Mừng theo Thánh Marco kể về cuộc đối thoại giữa Đức Giê-xu và những người Pha-ri-seo về vấn đề tuân giữ luật lệ thanh sạch. Đức Giê-xu nhấn mạnh rằng sự ô uế không đến từ những điều bên ngoài như việc không rửa tay, mà từ những ý định xấu xa phát xuất từ lòng người. Ngài khẳng định rằng sự thanh sạch thật sự phải xuất phát từ tâm hồn, chứ không phải chỉ dựa vào việc tuân giữ luật lệ bề ngoài. Mặc dù người Pha-ri-seo tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ, nhưng họ lại thiếu sự hiểu biết sâu sắc và lòng yêu thương. Họ tuân giữ luật lệ để khẳng định vị thế tôn giáo và chính trị của mình hơn là để sống thánh thiện. Đức Giê-xu cảnh báo rằng việc tuân giữ luật lệ một cách máy móc dễ dẫn đến kiêu ngạo và chỉ trích người khác, thay vì nuôi dưỡng lòng nhân ái và sự bao dung. Chính vì thế mọi người tuân giữ luật lệ với trái tim yêu thương và sự hiểu biết, để đời sống của họ trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình và cho người khác, thay vì chỉ tuân thủ các hình thức tôn giáo bề ngoài.